mọi người. Hãy Rubber xin kính chúc cho tất cả quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ cùng với gia đình của mình và chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng ở khung giờ rất là quen thuộc trong rất nhiều năm vừa qua, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Những nghệ sĩ sẽ sẵn sàng đến đây để chia sẻ những bí mật mà trước giờ họ chưa bao giờ chia sẻ về việc ăn uống của mình. Bên cạnh đó là những món ăn ngon đến từ tình cảm của các bạn fan hâm mộ. Nào, xin mời mọi người chào đón một nam thần ngày hôm nay quý vị nhé. Nhan sắc chắc chắn là cũng cỡ MC rồi thôi. Xin mời quý vị chào đón anh chàng rất đa năng, ca sĩ, diễn viên Khắc Minh. Đây, đẹp trai quá. Dạ, em chào thầy. Dạ, thầy chào em. Em mời thầy vô. Cảm ơn em. Chào em vô rồi khỏe chứ? Dạ, em cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Mà nó mới gọi Khắc Minh là thầy bởi vì anh chàng này là với cái vóc dáng thư sinh này rất hợp với những vai thầy giáo. Đúng rồi. Rất là thành công nữa. Dạ, em hầu như là 3-4 vai thầy rồi. Không biết sao nữa. Nào, chúng ta vào phòng khách thôi. Mời thầy. Đây. Dạ. Khắc Minh thấy bữa nay dàn bếp anh có gì đặc biệt không? Em thấy không có gì đặc biệt hết anh. Đặc biệt là em đó. Ủa, này được coi là thính không? Thính á. Chết rồi. Vậy mà hổm rồi, em nhìn sai về anh rồi. Chà, em nhìn anh sao? Em nhìn anh em tưởng nó là... Thì anh một vợ ba con đó. Thì đó, em tưởng nó là... Ủa, thì cũng có được quyền là ngưỡng mộ cái đẹp chứ. À vậy hả? Đúng không? Và bây giờ, xin mời Khắc Minh, trước khi gặp gỡ các bạn fan hâm mộ, xin mời bạn đặt hàng đồ ăn. Đang đói bụng, đặt hàng món gì, ghi vô. À, để lát nữa hai bạn chọn cái đề này để nấu ăn cho Khắc Minh ăn. Rồi, xong. Xong chưa thầy? Để xuống. Xuống. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Đó chính là Hồng Phương và Thảo Vân. Đây, đó. Trời ơi, cô còn trẻ lắm. Thiệt. Không, để chờ nó mỏng. Chào hai em. Dạ. Mời hai em ngồi. Dạ. Dạ. Trời ơi, ngồi đi em. Ngồi đi em. Dạ. Dạ, dạ chú ngồi đi ạ. Dạ, nhà chú ngồi đi ạ. Dạ, nhà chú ngồi đi ạ. Dạ, nhà chú ngồi đi ạ. Gọi anh cái coi, chào dạ, cái. Dạ, anh ngồi ạ. Ồ, trời ơi. Ngồi, ngồi dạ, đi, em ngồi đi. Dạ, dạ. Chú ngồi ạ. Chú ngồi đi, chú ngồi. Hãy không đi, không đi, không đi. Dạ, nhà chú ngồi đi ạ. Dạ, dạ. Chú ngồi ạ. Chú ngồi đi, chú ngồi. Khi bao nhiêu cơn mơ chấm canh bay xa vời. Chú cảm ơn hai con đã đăng ký tham gia để gặp gỡ thầy Khắc Minh. Thái độ của hai con ngay từ những phút giây ban đầu thật tốt. Ủa mắc gì gọi tôi chú? Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi chú? Hả? Giới thiệu đi. Dạ, con chào chú. Em chào anh. Hả? Dạ, em tên là Trương Thị Hồng Phương. Năm nay em mới có 18 tuổi ạ. Trời ơi, 18 tuổi nè, bên đây nhân đôi thôi chứ nhiều. Dạ, con chào chú ạ. Em chào anh ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thảo Vân ạ. Năm nay em 18 tuổi ạ. Ủa, hai bạn bằng tuổi luôn hả? Dạ. Hai đứa học chung lớp không? Dạ không. Dạ, học chung trường không? Dạ, học chung trường ạ. Ồ, đồng môn à. Trường nào vậy? Dạ, học cao đẳng Y Dược Sài Gòn ạ. Trời ơi, giỏi giờ Y Dược. Ủa, còn trẻ tuổi lắm. Dạ. Sao, kêu anh cái coi, cho thắng luôn. Dạ. Con chào chú. Không được đâu anh. Tôi nghi là hai người này do biên tập gà vô để chơi tôi nè. Dạ không được có rồi. Thôi được rồi, giờ thì chính ngày hôm nay không phải làm gì. Là Khắc Minh mà. À, rất vui chào đón hai bạn lên chương trình nha. Dạ, bắt đầu nha, chương trình với 5 con số nha. Không mệt, có kêu tiếng Anh đi cho ông vui rồi. 2, 3. 2, 3 kêu tới bác luôn kìa. Nè, Khắc Minh á, chia sẻ với chương trình là ngày hôm nay sẽ bật mí ra 5 cái ẩn số với 5 con số là từ 1 tới 5. Nhiệm vụ của hai bạn là vượt qua từng vòng thử thách. Dạ. Không biết là nội dung như thế nào nhưng mà cố gắng là may mắn sẽ thuộc về đội mình, là để làm sao có được cái huy hiệu thần bếp để lát nữa mình sử dụng. Mình sử dụng cái huy hiệu đó để kêu MC bằng anh. Ok. Được chưa? Ủa vậy hả chú? Chú mời hai con cầm bảng đi. Dạ. Dạ. Dạ con xin. Tôi đoán chắc chắn là số 1 là câu hỏi. Số 1 nha. Số 1 đi. Câu hỏi đó thấy chưa? Đoán chút dễ sợ. Thầy không cảm đi, bữa nay tôi vui quá. Ủa, cho khán giả tập này ghét tôi lắm nè trời. Chúng nào con sợ quá. Rồi, không nạt nữa. Nào, dạ. Trả lời câu hỏi nha các bé. Nào, câu hỏi như sau. Dạ. Ăn lê thường xuyên sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa tình trạng gì? A. Đau dạ dày. B. Ho đờm khan tiếng. Và C. Đau đầu chóng mặt mệt mỏi. Hết. Chú con ghi ABC hay là... Đúng rồi, con ghi ABC cho lẹ con ơi. Rồi, đáp án của hai bạn là... Dạ, con chọn A.
Hồng Vương chọn A là đau dạ dày. B. Thảo Vân thì chọn B là ho đờm khan tiếng. B là đoán chính xác. Thảo Vân, bạn được một điểm nghe. Theo nghiên cứu, lê có tác dụng trị ho, tiêu đờm. Việc ăn lê giúp cho chúng ta nhuận phổi, giãn hỏa, sinh tân dịch, dưỡng huyết, chữa khan tiếng, nhuận tràng, chữa nhọt, giải rượu với hiệu quả khá cao. Giãn hỏa đó là giảm độ nóng xuống. Đúng. Chúng ta đến với cái ẩn số đằng sau ô số 1 nhé. Dạ. Đó chính là cụm từ mẹ là số 1. Trời ơi, quá quen thuộc. Trong chúng ta ai cũng vậy, đúng không? Tại sao vậy thầy? Tới thời điểm hiện tại nha, gia đình với em vẫn là một cái gì đó tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Nếu sau này em có cái gia đình nhỏ của em đi chăng nữa thì em nghĩ chắc nó cũng sẽ không so sánh được với cái hạnh phúc tuyệt vời mà em đã có từ nhỏ đến giờ. Vậy thì nó liên quan gì tới ẩm thực? Liên quan chứ anh. Tại vì là tới thời điểm hiện tại em vẫn ăn đồ mẹ nấu. Rồi có bao giờ cảm ơn mẹ vì những bữa ăn ngon mẹ đã chuẩn bị cho mình chưa? Em thì không có giỏi dùng từ ngữ lắm. Giờ cái đó kỳ á. Khó nói ra những cái lời nó khách sáo như vậy lắm. Nhưng cái gì khách sáo? Hả? Chân thành mà. Nhưng mà em thay bằng những cái hành động. Hành động? Mua kim cương tặng mẹ. Đúng rồi, mua này kia. Ồ, tụi con có bao giờ cảm ơn hay nói yêu thương với ba mẹ chưa? Dạ con cũng có nói nhưng mà ít chứ. Cảm ơn hay là xin lỗi? Con xin lỗi nhiều hơn cảm ơn. Xin lỗi dễ nói hơn cảm ơn thì sao? Tốt mà. Còn con Vân? Dạ, con thì cũng hình như là chưa nói lời cảm ơn với ba mẹ. Tại vì không nói là khó nói lắm. Không, bây giờ mà không chịu nói là sau này lớn càng khó nói nha. Đúng rồi, tụi con mới có 18 tuổi thôi. Giờ còn dễ sửa. Thầy làm gương cho mấy đứa nhỏ, thầy nói trước. Thì đó, thầy nhìn cái máy thầy nói trước đi. Thì đơn giản mà, nói chung là trải qua quá trình rất là dài. Và cái chữ cảm ơn hay là cái chữ xin lỗi nó không đủ để thể hiện cái tấm lòng của mình đối với ba mẹ mình. Phải cái chữ là biết ơn mới là cái chữ đúng đắn nhất để nói với ba mẹ. Và mình muốn nhân chương trình này để gửi lời biết ơn đến với ba mẹ của mình. Dễ thương quá đó, ngắn gọn xúc tích mà lại tình cảm chân thành là được. Con nói đi Phương. Dạ, qua chương trình này á thì con cũng vừa mới được nghe thầy Minh nói mình phải biết ơn đúng không ạ? Nên là con sẽ dùng từ biết ơn. Con biết ơn đến ba mẹ rất là nhiều ạ. Giỏi. Con Vân. Thông qua chương trình này thì con cũng biết ơn ba mẹ. Con muốn nói là con yêu ba mẹ rất nhiều. Đó, thấy chưa? Chỉ cần vậy thôi. Tới nơi rồi. Đúng chưa? Bây giờ sẽ là ô số 2. Nội dung thi đấu là gì đây? Ô số 2. Câu hỏi tiếp. Nào, cầm bảng. Trả lời nhanh nha. Vẫn là lựa chọn ABC. Câu hỏi rất dài như sau. Chè hẻm là gì hết? A. Tên một quán chè. B. Tên một loại chè. Và C. Vị trí của quán chè. Rồi, 3, 2, 1, xin mời đáp án. C. Bạn bè nhau có khác không? Giờ giải thích trước nha. Dạ. Chè hẻm là cụm từ được nhiều người nhắc đến khi đi du lịch Huế. Tuy nhiên, đây không phải tên của một quán chè cụ thể. Cái tên chè hẻm xuất phát từ việc các quán chè này thường nằm sâu trong những con hẻm nhỏ. Chúc mừng hai bạn. Dạ, thấy chưa? Dạ. Trời ơi, đúng là con hú hồn. Chúc mừng hai bạn. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Nhường đi bạn ơi. Nội dung bên trong ẩn số cụm từ liên quan đến gu ăn uống của Khắc Minh là hướng nội hướng ngoại. Đây, mọi chàng trai đó có hiếu, yêu thương gia đình, hướng về bên nội và hướng về bên ngoại luôn, đúng không ạ? Không ạ. Nói chính xác là em sống hướng nội và sống hướng ngoại luôn. Tức là mình giống như là mình vẫn hài hòa được cái cuộc sống bên ngoài của mình với lại cuộc sống gia đình. Liên quan gì tới ẩm thực thầy? Thì em ăn được đồ Việt Nam và đồ nước ngoài. À, vậy đi. Như vậy đi. Ủa, tôi tính mà. Em xin lỗi khán giả chứ em ức nãy giờ. Vậy đi. Lát nữa muốn nấu kêu gì nấu nha. Dạ. Vậy số 3 nè. Số 3 nè mấy đứa. Quên, em xin mấy vui nữa. Câu hỏi nữa, trả lời câu hỏi mấy đứa. Dạ. Cái này là câu đố nha, câu đố dân gian nha. Thân tròn một tấc, mình trắng như ngà, đội mũ cánh hoa, từ hạt đậu ra, sao mà xinh thế, đố là cây gì? Cây gì? Xin mời đáp án. Dạ, con nghĩ là cây bông gòn. Còn con Vân? Dạ, cây giá đỗ. Chính xác, đó là giá đỗ. Chúc mừng con Vân ơi, thông minh lắm, hen, dẫn trước nữa rồi. 3-1. Rồi, chúng ta đến với nội dung bên trong ẩn số của ô số 3. Từ từ, mấy lần đôi mươi? Người ta nói mấy lần 10 năm là của Đen Vâu đúng không? Dạ. Còn này mấy lần đôi mươi là của Khắc Minh nha. Mấy lần đôi mươi là của người đàn em ơi. Có bao nhiêu 60 năm cuộc đời là mấy lần đôi mươi là 3 lần. Em mới có một cái thôi. Mới một cái thôi. Thì tại sao lại đặt cái cụm từ khó hiểu như vậy? Đúng rồi, tại vì là với em á thì đôi mươi nó chia thành 2 phần 10.
nó lạ nè. Đúng không? Đôi mươi nó chia thành hai phần mười đúng không? Hai cái phần mười mới là đôi mươi. Viết viết. Dạ đây nè chú. Dạ đây, dạ 2 phần 20 là bằng 1 phần 1 phần 10 hả chú? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà anh này đang là đôi mươi mà. Dạ thì đây nè, chú nói là mấy lần đôi mươi, đôi là 2 và 20, dạ đó bằng 1 phần 10 là 1 cái 10 và 1 cái 10 là 20. Dạ, cái máy là cái 2 hả? Dạ. Cái máy là cái 2 hả? Dạ đúng rồi. Chị hiểu không? Tôm 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 chị hiểu không? Chú nói là mấy lần đôi là 2 và 20, dạ đó bằng 1 phần 10 là 1 cái 10 và 1 cái 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 10. Chị hiểu không? Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi liên quan gì tới ẩm thực? Liên quan cho anh thì thực ra là đôi môi mình hay liên tưởng tới tình yêu. Hồi em 10 tuổi á, em có một cái kỷ niệm rất là vui. Đây đây đây, khúc này á, chú hiểu rồi. Chú hiểu không? Đó, đây tới khúc này. Rồi tiếp tiếp. Thì em rất là ghét ăn một cái món ăn. Em siêu ghét ăn đắng từ nhỏ giờ rồi. Bất cứ cái món nào đắng. Thì nhưng mà vào 20 tuổi thì em lại ăn đắng được. Và em đắng vì một người. Vì người ta thích ăn đắng. Người yêu đầu đời của em. Người yêu đầu đời. Cái mối tình đầu nó đẹp không thầy? Thì đó, nó đẹp tới mức mà em phải vì người ta mà em ăn đắng. Trời ơi, chứ không phải người ta đá thầy rồi thầy mới chịu đắng nước cay. Thì ăn trái đắng đó. Chứ không phải ăn đắng trái khổ qua đâu. Nói chung là cái nỗi thất tình đó thì bao nhiêu trái khổ qua nó không bằng cái cú đá đó đâu. Bởi rồi lúc đó 20 tuổi này có quyết định ăn đồ đắng thì rau đắng khổ qua được không? À không. À anh đó chỉ ăn cay đắng về tình thôi. Đúng rồi. Vậy là không phải liên quan tới ẩm thực mà tinh thần thôi. Đúng rồi đó. Này tiếp số 4. Thử thách ưu tiên. À cái này là trò chơi nha, may mắn nha, nó sẽ thuộc về ai nha. Ta-da. Xin được chào đón mọi người đã quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Bây giờ sẽ là thử thách cùng với Bình Bông của chúng tôi. Không biết là sự may mắn sẽ thuộc về bạn nào đây. Bông ơi, mượn bông xíu nha Bông ơi. Bé Bông qua đây nè. Hai bạn sẽ cố gắng làm sao nhắm mắt và lựa trúng cái bông màu vàng giùm anh. Lộn, hai con nhắm mắt và lựa trúng cái bông màu vàng giùm chú. Dạ. Bây giờ lấy một bông một thôi ha. Rồi, hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Không hay giờ cho người đang bị bất lợi bóc trước. Rồi, tôi che mắt rồi đó. Rồi, trước mặt nè, bóc đi. Rồi, nha. Con nhắm mắt lại nha. Dạ. Phụ cầm bình bông cái rồi lấy cái tờ giấy thì che mắt bé lại. Rồi. Ê, thầy vẫn che giống như tôi nè. Thầy để cái bình xuống đi. Mình chuẩn bị lộ diện kết quả nha. 3, 2, 1, xin mời. Yeah, hên quá. Chúc mừng Hồng Phương đã rút ngắn được tỷ số 3-2. Và bây giờ chúng ta đến với bí mật đằng sau ô số 4. Tuổi thơ dữ dội. Đại khái như là ngày xưa ba em hay đi chích cá. Cá bự mình đem đi bán, cá nhỏ mình đem mình ăn. Cái suốt ngày ăn cá nhỏ hoài á. Nó ngán, nó tức nữa. Thì một ngày đẹp trời thì em mới, con nhỏ mà, mình buộc miệng mình nói với ba. Là em nói là con thèm thịt kho vịt quá. Thì tự nhiên ba em khóc. Trời ơi. Ba em nói với mẹ em, ba em nói là nó thèm vậy đó. Cái ba em khóc. Lỗi, em nhạy cảm mấy này lắm mọi người ơi. Chú khóc thiệt mọi người ơi. Đàn ông khóc khó lắm thiệt. Mà ba mà tới cái cảnh đó mà tự nhiên nghe con mình đứt ruột mà nhỏ chút xíu mà nói gì thiệt. Bởi vậy em tới thời điểm bây giờ em bị ám ảnh cái chuyện đó. Cho nên là sau này khi có điều kiện rồi, bất cứ cái món ăn gì hay bất cứ cái gì mà em mua về nhà, nó cũng luôn trong tình trạng dư thừa. Không bao giờ nó thiếu một cái gì. Tức là có thể là 4 người như em mua 5 phần. Mà đợt đó thì sau khi ba em nói với mẹ em xong thì hai người ôm khóc. Em cũng không hiểu chuyện gì. Em hiểu, ủa tại sao vậy ta? Lớn lên mình mới hiểu. Lớn lên mới hiểu là tại sao. Ủa, nhưng mà qua ngày hôm sau là có ngay một cái có liền luôn. Là sau đó em mới biết là ba lĩnh lương thì ở đâu đó, lấy tiền ở đâu đó. Mẹ làm cho một cái thịt to, thịt mỡ á. Nó tới bây giờ luôn mà không bao giờ mẹ em quên được cái công chuyện. Dạ, xong rồi. Bây giờ chúng ta đến với ô số 5 thôi. Thử thách đối kháng rồi. Mệt nữa. Cái này là mình phải bước ra đây rồi. Xin mời hai bạn. Tại vòng thử thách đối kháng này, hãy cố gắng và lấy điểm cho mình. Dạ. Trên tay Hoàng chính là một bộ đề. Những hình ảnh, biểu tượng rất là dễ thương và đáng yêu. Và với sự giúp sức của Khắc Minh, một nghệ sĩ có kinh nghiệm diễn xuất
thì anh ấy sẽ chấm điểm về phần diễn xuất trên cơ mặt của các bạn. Ai biểu đạt giống với đề bài nhất thì người đó sẽ được một điểm nghe. Dạ. Rồi, thầy chuẩn bị nha. Rồi, xin mời hai bạn đứng đối diện với nhau. Đề bài đầu tiên nha. Cố gắng lên. Đây. Dễ ha. 3, 2, 1, xin mời. Nó lè lưỡi đi trốn. Lưỡi nó nha. Mà nó không có răng. Dạ. Con cười làm sao mà không có răng. Mà có lưỡi. Mà không có lưỡi. Bé hả chú? Đúng rồi. Vẫn thấy răng nè. Bé này được nè. Tiếp. Lè. Đây nè. Nhắm mắt nha. Mắt mở là thua. Nhắm là sao ra được cái chữ V vậy nè. Ủa sao được chú? Chữ V đúng không chú? Như này. Ừ. Đây. Đâu. Chữ V ngược á. Đây. Này chữ V xui rồi. Ừ. Ra chữ V nè. À đã. Hai đứa nó làm gì vậy trời. Tiếp. Bất ngờ. Ờ, ngạc nhiên. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Rồi, hay quá thiệt. Bạn thân nhau khác. Buồn, 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 không thấy răng. Phải làm con mắt y chang người ta. Con mắt kìa, con mắt nó trợn ngược lên trên kìa. Gương trên mà. Mà cái mỏ thì hướng xuống dưới. Nhìn hết cỡ luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái càm không có đưa lên. Đưa càm xuống. Ba bị đột quỵ. Tiếp. Giận, giận. Mày nhắc ma vậy? Thì cái mồm nó xuống này chú. Nó xuống nè, một con nó xệ lắm. Dễ thương quá. Rồi thầy chấm điểm với thầy. Bạn nào được một điểm? Chấm cái này là chấm đồ nhiệt tình đi. Chứ làm thấy ghê. Làm thấy ghê. Bên đây làm đúng hơn. Làm ra hơn nha. Dạ dạ. Nhưng mà nghiêng về cái độ lăng xả, đáng yêu nọ kia thì Phương. Phương. Ok, cho okay. Phương một điểm. Yeah. Hai đứa vẫn đang đều nhau mà. Đúng không? Đúng rồi. Tình bạn vẫn mạnh lâu. Ủa vậy là tỷ số 3 đều. 3 đều. Hay quá. 3 đều chú. Thầy phán xét cái 3 đều. Thì đó. Có nghĩa là không ai có được cái quyền lựa chọn món ăn hoặc là gian bếp nữa. Nào, chúng ta trở về phòng khách. Căng thẳng quá. Đúng với luật của chương trình, chỉ có những tỷ số nó chênh lệch thì quyền ưu tiên mới thuộc về người thắng. Còn bây giờ tỷ số đang hòa 3 đều, nên quyền lựa chọn món ăn để trao cho hai bạn sẽ tùy thuộc vào Khắc Minh. Ừ. Minh ơi, ừ. Hai món ăn đó Hoàng cũng không biết luôn. Anh không biết hả? Không biết luôn, giờ thầy ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên ha. Nhìn em á là anh thấy rất là năng nổ, năng động. Dạ. Ừ, nhưng mà anh cho em cái này đi, anh nghĩ là nó hợp với em á. Vậy hả? Ai biết thì còn biết nữa. Dạ. Rồi. Còn Vân thì dịu hiền nít na ha. Thì em nghĩ là hợp với anh này. Hồi hợp quá, không biết là cái món ăn này có đúng với sở trường của mình không ha. 3, 2, 1, xin mời. Lộ diện cho khán giả cùng coi nào. Xà lách cá hồi. Xà lách cá hồi, bên đó là sao xả ớt. Rồi, chúc hai bạn thành công nhé. Rồi bên cạnh đó là gian bếp đi. Thì bây giờ thầy Minh, thầy coi bên nào hợp với bạn nào. Theo hướng nhìn của khán giả nha. Hướng nhìn của khán giả bên đúng kia không? Là bên phải nè. Bên đây là bên trái nè. Thì theo cái quan sát của em từ đầu. Dạ. Với hai bạn này. Dạ. Thì về độ cao thì Phương cao hơn Vân. Về góc mặt thì góc mặt của Phương đẹp bên đây hơn Vân. Thì Vân đứng ngoài, Phương đứng đây. Rồi xong. Xong. Ok. Đoán xem là cái hoàn cảnh như thế nào với mình. Bên cạnh đó là huy hiệu thần bếp liệu sẽ thuộc về ai? Xin mời. Nội dung bên trong, ô cuối cùng, biết đủ là đủ và huy hiệu thần bếp đã xuất hiện. Bên cạnh đó, người giành chiến thắng tại câu hỏi gì rồi? Lại là Phương. Chúc mừng con gái. Ủa con vậy là được bếp rồi. Có được huy hiệu thần bếp, con sẽ được một lần sử dụng bất cứ lúc nào. Ví dụ như là nhờ thầy Khắc Minh hỗ trợ con làm cái gì đó. Hoặc là thoát ra khỏi sự khó khăn bởi hoàn cảnh ở dưới toàn rắn. Chuột. Bò với chân con á. Nhắm con nấu ăn trong tình trạng đó được hay không? Dạ không. Đó thì mình xài huy hiệu thần bếp nha. Còn nội dung bên trong là biết đủ là đủ, chắc là liên quan tới đu đủ á. Là thầy Minh thích ăn đu đủ. Một phần. Thầy kể kỹ hơn xíu đi. Biết đủ là đủ bởi vì là em ngày xưa em ăn uống rất là kiểu không có giờ giấc. Mình ăn không có khoa học. Thì em bị một số bệnh về liên quan tới đường tiêu hóa. Đó bị bao tử dễ lắm, mấy bạn trẻ không cẩn thận nha. Sau này mình rút được kinh nghiệm là mình ăn uống mình phải cân nhắc. Những cái mình thích quá thì mình cũng phải thôi ăn vừa vừa thôi, đừng có ăn quá, nó cũng không tốt sức khỏe. Biết đủ là đủ. Như vậy là chúng ta đã biết được cái khuyết điểm này của thầy Khắc Minh rồi. Lát nữa nếm gì cũng vừa phải thôi, đừng mạnh tay quá nghe. Chúc cho hai bạn may mắn. Và bây giờ xin mời hai bạn vào bếp thôi. Vui quá, vui quá. Nhưng mà muốn ăn thì phải lăn vào bếp, đâu phải tự nhiên như trời rơi xuống mà có. Yeah. Chúng ta phải chế biến, bên cạnh đó phải vượt qua rất nhiều thử thách. Bởi vì sao? Hai món ăn ngày hôm nay được nấu ăn bởi trong những hoàn cảnh rất là khó khăn.
Gì đâu khó. Để đi. Thầy Minh nè. Thầy nè, con bên đây nè, học trò mình kìa. Bị gì? À, bị cột chân rồi hả? Cột chân rồi nè. Sao gì vậy? Đâm ra đi cái gì phải ron ren, ron ren giống như gây cha Nhật Bản vậy đó. Không có giãn chân là được. Cột tay rồi. Đó. Sao nhỏ làm? Cột mà cột ngay con cái mới đau. Trời đất ơi, chương trình thiên quá. Sáng tạo. Thiệt. Đây là cũng cái cách luyện tập của mình để trở thành một cô dâu thảo. Một người mạnh mẽ trong cuộc sống. Đúng rồi. Khi gặp những khó khăn. Đó. Thầy nói chuyện nhân văn hơn MC nhiều. Không mấy qua đây là MC nữa không? Không được trả lương à? Dạ. Như vậy thì hãy cố gắng vượt qua các thử thách. Dạ. Yeah. Bởi vì sao? Những món nguyên liệu chính đang bị thiếu. Ở quán nằm bên kia kìa. Giờ mình lấy cái đó qua đây. Đúng rồi. Ok. Mời thầy. Tụi con sơ chế đi. Thương xương đi. Nha. Dạ. Đây là thử thách đầu tiên. Rồi bây giờ thầy dễ lắm. Làm gì? Dọc cái tay vô để tìm chìa khóa. Thầy chọn tới trái tới phải á. Trái phải á. 3, 2, 1, bắt đầu. Thầy tìm chìa khóa thầy. Ôi, làm gì? À, mình lạnh quá, mình coi chừng mình bị phỏng á. Bị phỏng rồi mình đổ tay nha thầy. Chứ, lạnh thật chứ. Tìm chìa khóa thầy. Ôi. Ôi, ôi, hay quá. Gì? Trời ơi, móc lên cái lên liền luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã có chìa khóa. Ok. Thì đồng nghĩa với việc khám phá cái kho báu mà ba đời nhà bạn để lại. Có 4 đời rồi. Sao biết 4? Ông cố em để lại. À, ông cố để lại cho ông nội để lại cho ba. Bây giờ ba để lại cho em. Con. Rồi. Rồi, mời Thắng Minh. Vô. Ồ. Mày. Trời ơi. Trời ghê thiệt. Trời, có tên em chổng luôn á. Ghê chưa? Cái này là cái gì đây? Hiểu ý đồ của những bậc tiền bối rồi. Ủa cái mền anh ơi. Là bậc tiền bối có nhắn lại cho anh gì nè. Là bây giờ cháu nhà mình hen lu chui vô túi ngủ lăn đến cái nơi nào mà cất giấu những món báu vật khác. Dạ tạm thời tôi giấu cái bộ phận thu tiếng của bạn. Má công lăn lăn này nọ đền. Rồi bây giờ đề bài rất đơn giản. Giờ em lăn em lấy cho anh 5 món thôi. Đồ vật màu vàng. Khó vậy. Ừ. Lăn đúng không? Lăn đi. Ừ đó, giỏi nè. Thằng nó coi à. Sợ nó dơ áo, đâm ra là phải có cái túi ngủ rồi chui sâu sâu vô. Ừ. Như con ngén ngon nhộng vậy đó. Ừ. Đó. Bộ đội đâu vậy? À thấy rồi hả? Thấy món màu vàng không? Nè. Dạ. Đáng lượng. Cái nào? Đó, cái vàng vàng đó. Lấy đi. Cái ca. Đó, một món. Bao nhiêu món? 5 món. Món không? Phá hoại vậy, một cái tính một món thôi nha. Ủa kỳ vậy? Ừ. Rồi em có 2 món nữa. Ủa alo. Alo cái gì, đã chấp nhận vô nhà tôi là phải chơi mà lăn vào bếp để đúng nghĩa đen chứ. Mấy khi nói thiệt. Ráng đi Minh. Ráng lên Minh. Ừ, đây hỗ trợ chứ. Ôi chừng bể anh bông vợ. Trời ơi, sao em nhăn quá vậy gương? Em thương thầy hả? Dạ đúng rồi. Muốn hỗ trợ thầy không? Qua lăn lộn giùm thầy. À dạ thôi, để... dạ thôi để cho thầy chơi mình ạ. Cái gì vậy? Không ăn da nha. Ừ. Ba món. Tiếp thầy. Ủa lăn đó hả? Lăn kỳ vậy? Lấy giùm chưa? Không được đâu, dính da keo sắt rồi. Nè, lấy giùm cho. Lỗi tài lấy mạnh dằn mình kia rồi. Xin lỗi thầy, anh cô ơi. Nghỉ. Nghỉ à? Khoan à, là học trò thầy coi nhiều lắm á. Bật nhảy đi. Ờ, này có nhanh. Cố lên thầy ơi. Gì? Ừ, đó. Trời ơi, giờ mới thấy nữa. Thấy không? Ủa, vậy là mình xong rồi đó. Tìm được chìa khóa hen, rồi tìm được 5 món đồ vật màu vàng. Rồi, chúc mừng bạn, 2 món nguyên liệu chính đã thuộc về 2 bạn gái xinh đẹp rồi. Đem gì vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Cất cái nắp đi em. Ôi gà ngon quá nè. Ôi cá hồi kìa, săn chắc chưa? Xuất sắc, xuất sắc. Chúc mừng Phương. Cảm chúc mừng Vân. Thầy. Chúng ta đã có những nguyên liệu chính. Dạ rồi thầy. Chúc mừng Phương, chúc mừng Vân. Như vậy là những nguyên liệu chính các con đã có sẵn rồi, chuẩn bị nấu ăn hen. Dạ nhưng mà chú ơi, con có huy hiệu muốn gửi nè. Ủa sao vậy nè mới nói? Dạ không, mấy cái này đơn giản quá nên con tự làm được. À, dạ, giờ... bây giờ khó nè. Dạ đúng rồi. Hay lắm, con rất là thông minh, phải tận dụng chứ. Dạ. Được, chấp nhận, thầy tháo đi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cho mỹ nhân bên kia nhìn cách tức tưởi. Đau không đâu. Vân thông cảm nghe, tại bạn mình có huy hiệu thằng bếp. Dạ đó. Dạ rồi, thoải mái rồi hen. Dạ. Nấu ăn cho ngon nha.
Vân ơi, cố lên nghe. Dạ. Rồi, mời thầy ra dưỡng sức tí, nãy giờ lăn lộn nhiều quá. Ủa vậy hả? Để không gian lại hai bạn thoải mái hơn. Tụi nó nấu luôn chứ. 5-10 phút là có đồ ăn liền. Hấp dẫn chưa kìa. Đổi quá. Một bên là salad cá hồi đủ để khai vị nè. Đồ thấy chắc chắc bụng. Mình làm thêm một cái gà xào xé ớt ăn với cơm. Trời ơi, đúng bài rồi. Dạ, xin mời Khắc Minh ăn thử. Ăn món nào trước? Chắc chắn là món khai vị trước. Đúng rồi. Đó. Với món salad cá hồi thì không biết là bạn Phương, Hồng Phương có muốn dành tặng lời chúc nào cho Khắc Minh không? Dạ, đây là món khai vị nên là em mong anh sẽ ăn ngon miệng. Và sau rồi mình sẽ thử kia sẽ ngon hơn. Ok. Là muốn bổ trợ cho bạn của mình luôn á. Hay thiệt, tinh thần đồng đội hen. Bây giờ mình sẽ ăn đúng kiểu của nó là phải đủ hết á. Đúng, mình phải pha trộn hết tất cả. Rau trộn nè, hen có nấm nữa kìa. Thêm miếng cà chua bi vô nữa. Chua bi. Đó. Người đẹp ăn cái thế, cái dáng cũng đẹp. Đó, trời ơi, hút hết rồi. Cái vị cay của nó có. Cay quá không thầy? Em thấy vừa, tên em là vừa. Nhưng mà một số người không ăn cay được thì chắc phải nói trước với đầu bếp á. À, ngon không? Ngon. Ờ, cái cá tươi không? Cá tươi. Tuyệt vời nha. Dạ. Dạ. Thầy uống nước đi. Thầy phải trả khẩu vị về số 0 để bắt đầu thưởng thức siêu phẩm ha. Gà xào xá ớt của bạn không, Thảo Vân. Là mình phải miếng cơm. Làm miếng cơm đúng không? Nó mặn quá. Đó. Trời bây ơi, giờ có cái muỗng này hen, mình múc nhẹ một cái lớp nước. Nước kho này là cái tinh túy nó tiết ra đây. Đúng rồi. Tôi là tôi khoái là lấy nước này chan vô cơm. Đúng rồi, em vậy á. Thầy đúng là dân tập gym, thầy lựa ngay miếng ức luôn. Thì bởi. Hay quá. Em ăn ức gà không à? Vậy luôn hả? Ức gà phi lê đó. Nè, lấy miếng nè. Đó. Đó, bây giờ quan trọng là cái phần nước nó hòa quyện như thế nào với từng hạt gạo trắng, cơm trắng như vậy. Hơi cay nha. Đương nhiên biết hạt ăn cay mà. Ừ, hơi cay. Nhưng mà được không? Có vừa đủ không? Hay nó hơi lố rồi? Rồi miếng thịt gà làm sao nè? Đó. Với em nha. Nếu mà độ cay này á, mình sẽ tốn rất nhiều cơm để ăn á. Nước nữa để uống nữa. Vậy ý đồ của Vân là muốn cho thầy no bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Lời chúc của bạn ra sao? Chúc thầy ăn ngon miệng rồi ăn nhiều cơm. Nên mới nấu cay để thầy ăn nhiều cơm hơn. Chúc xong rồi hả? Chúc thầy nhiều niềm vui trong cuộc sống rồi muốn ăn cơm với gà xào xả thì gọi em. Kết bạn hú liền. Kèo thơm, kèo thơm. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn Vân nhiều, cảm ơn Phương nhiều. Và miếng thịt gà sao? Cái gia vị ướp vô thấm đượm chưa? Thấm. Xin mời thầy chấm điểm hai món ăn. Món nào được nhiều điểm nhất, món đó sẽ giành chiến thắng của tuần này. Thực ra về cái phần ngon á thì nó ngon ngang nhau. Dạ, ngon ngang nhau à. Lý trí thì nghiêng qua bên salad cá hồi nhưng mà trái tim thì nghiêng về gà xào xả. Em rất là thích món này bởi vì là mẹ em nấu món này rất là ngon. Mà mỗi lần mẹ em nấu món này là kiểu gì cũng sẽ ăn hết. Còn cái món này là cái món mà em hầu như là món ngoại, món à, hướng nội hướng ngoại đây. Hướng ngoại là nó là em một trong những món em thích nhất. Thì thực sự là em vẫn dành trái tim của mình cho cái món mà em gắn bó với mẹ em. Vậy là món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay là xà xơ. Chúc mừng bạn Thảo Vân chiến thắng ngày hôm nay nha. Dạ. Có được một cái điểm cộng đến từ Khắc Minh. Bây giờ chúng ta nhận thưởng thôi. Đây chính là phần quà trị giá 5 triệu đồng dành cho món ăn chiến thắng ngày hôm nay, đó chính là gà xào xả ớt. Chúc mừng bạn Thảo Vân. Nào Thảo Minh, trao tặng một thưởng. Dạ, cảm ơn ạ. Thích nha, thích nha. Nhưng mà tình bạn bình lâu là phải chia đều. Ăn cũng được, miễn bữa nay vui và được đồng hành cùng với người bạn của mình đúng không nè? Dạ đúng rồi. Nên em có một chút xíu nào buồn không? Dạ không hề. Rồi, cảm giác của Vân như thế nào? Cảm giác con giờ vui vì thầy Minh chấm điểm món con thắng. Tuy là hơi cay nhưng mà thầy vẫn ăn được. Thầy hơi cay con rồi đấy.
Nói đùa vậy thôi, cái vị cay đó khiến cho chúng ta cảm thấy kích thích cái dịch vị nè. Rồi bên cạnh đó gợi nhớ lại rất là nhiều kỷ niệm ngày xưa và giúp cho món ăn ngon miệng hơn. Cảm ơn các Minh đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện mà có thể lần đầu tiên bạn chia sẻ bộc bạch với mọi người. Hy vọng là Khắc Minh sẽ luôn luôn đồng hành với mọi người bởi những bài hát rất cảm xúc và đặc biệt là những bộ phim đóng rất là chân thành, đặc biệt là vai thầy nghe. Em cảm ơn Hoàng rất nhiều. Cảm ơn Phương, cảm ơn Vân, cảm ơn ekip thực hiện chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã cho mình cơ hội đến đây để chia sẻ những cái kỷ niệm của mình cũng như là những sở thích ăn uống của mình, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ con đường nghệ thuật của mình sắp tới. Chắc chắn rồi, và đương nhiên quý vị cũng sẽ ủng hộ Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào tuần sau lúc 17:50 chủ nhật trên kênh HTV7 quý vị nhé. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.